Vừa thì bệnh cho em mã là 8295 kèm cân nặng của các bé để bên em tư vấn nha. Và hiện tại thì em sale thì chỉ có 99.000 thôi các chị. Rồi, dạ 99.000 nha, comment liền cho em là 8295 còn kèm cân nặng và số điện thoại để các chị các bạn bên em tư vấn nha. Rồi, bắt đầu em chốt đơn hàng. Chị nào nhanh tay thì có mã và số điện thoại em giữ đơn trước. Tại vì hiện tại thì các chị biết không, em đang like trên hai máy nên em sẽ đọc comment hai máy nha các chị nha. Rồi, 8295 ok chị, em chốt đơn hàng thành công. Bé 11 cân có size luôn nha chị nha. Em có từ 11 cân và dưới 32 cân đổ về cho em nè. Ngọc Như chốt đơn 8295 với giá là 99.000. Em chào chị Nguyễn Linh, em chào chị Chi Nê nha. Rồi em chào chị Vi Vi Nguyễn Trương. Ok chị Nguyễn Đào 8295 màu hồng. Dạ mẫu em cũng có một màu hồng này thôi các chị. 99.000 nha. Rồi ok chị Ngọc Như Trần có đơn hàng thành công 8295 và giá là 99.000 các chị. Ai chốt bằng comment liền cho em là 8295 cộng kèm cân nặng của các bé. Và cho em số điện thoại là bên em chốt cũng như là tư vấn đơn hàng các chị nha. Rồi, ok chị nè, nếu mà mình chưa biết là bé nhà mình bao nhiêu cân mang vừa thì có thể comment cho em là 8295 kèm cân nặng của các bé để bên em có thể là kiểm tra cái size số coi là mình nè, bé nhà mình vừa với lại cái size nào của shop nha các chị nha. Rồi, tiếp tục máy này 8295 cho chị Nóng Lùng em chốt đơn nè. Chị Hồng Hân Nguyễn 8295 em chốt đơn, giá là 99.000 với chị nha. Ai nhanh tay có đơn mà chậm tay là mình sẽ không có đơn giùm em. Rồi 8295 còn chị nào lấy nữa không comment liền cho em nha. Ok chị Mỹ Linh 8295 bé 20 cân ok chị nè. Vậy là mang giùm em tầm là size L, size L nha. Size là S, size này có size M, L, XL và HL cho đầm bé. Được không nè? Rồi 99.000 hiện tại em còn cho các chị nhà mình đó là mỗi size một cái nữa. Nên là chị nào lấy comment liền cho em. Dạ, chị Phương Đỗ ơi, váy em đang bận thì còn hai size là size M và size L. Và mã sản phẩm váy em đang mang thì các chị mình comment liền cho em với cú pháp là B005 cộng kèm size M hoặc L nha chị nha. Đầm em đang mang mã là B500 nha chị Phương Đỗ nha. Chị Phương Đỗ lấy thì comment liền cho em là B500 cộng kèm size M hoặc L cộng với số điện thoại cho em chị Phương Đỗ nha. Rồi, đầm bé là 8295. Bây giờ chị nào lấy đầm bé nữa với giá sale trên line là 99.000 thì chốt liền cho em mã đầm bé là 8295 cộng kèm size, nghĩa là cái cân nặng của các bé và trong số điện thoại nha. Bé 5 tuổi 16-17 cân. Rồi ok chị, bên em chốt đơn chị Hà Nguyễn luôn. Rồi nha, em báo lại nha, đầm bé hiện tại em đang cầm trên tay á, mã là 8295 và hiện tại em còn mẫu đầm bé này cho các chị với giá sale trên line ngày hôm nay rất là rẻ luôn, 99.000 và mẫu size là size M, size L, XL và HL. Em chỉ còn cho bé nhà mình là mỗi size một chiếc, nghĩa là từ 10 cho đến 15 cân là các bé sẽ có size M, từ 15 đến 20 cân các bé sẽ có size L và size XL, HL tùy vào cái form dáng của các bé luôn nha các chị nha. Rồi 8295 này chị nào cho em số điện thoại và cho mã dưới em giữ đơn, còn ai comment sau là không có đơn nha các chị nha. Hà Nguyễn ok chị, em chốt đơn 8295 thành công. Còn chị nào chốt được comment liền xem mã và số điện thoại nha. Rồi ok, tiếp tục em thay mẫu nha mọi người nha. Chị nào còn chưa like ngày hôm nay của Rạng Mỗi Ngày, các chị nhà mình thích đầm em đang bận thì hiện tại em còn hai cái M và một cái L, mã là B005 các chị nha. Còn hiện tại đầm bé đang cầm trên tay, mã cho em là 8295 và đầm bé em sẽ có size từ 11 cân và dưới 32 cân đổ về là có đơn cho em nè. Rồi bây giờ em xin phép thay mẫu tiếp theo nha. Chị nào còn muốn săn đầm lẻ mẹ hoặc là đầm lẻ bé nữa các chị ở lại livestream cùng với em nha các chị. Ai còn trên like các chị đợi em xíu thay mẫu nha.